Triệu Lệ Dĩnh thất thế trước Dương Mịch ở Tương Viên Lộng. Luôn được đặt lên bàn cân so sánh, vì vậy Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch bằng một cách nào đó luôn tránh né nhau. Vậy mà cả hai lại hồi ngộ ở Tương Viên Lộng, một dự án do Trương Tử Di cầm trịch. Đến mới đây, vài hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trong dự án được cho là có tính bảo mật cao đã bị leak ra ngoài. Từ đây nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh có thể bị cắt bỏ nhiều phân cảnh trong Tương Viên Lộng. Phải chăng mỹ nhân đình đám sẽ thất thế trước Dương Mịch ở dự án này? Vâng thưa quý vị, nếu là một phim chung chắc hẳn bạn đang quan tâm tới dự án Tương Viên Lộng đúng không nào? Một bộ phim điện ảnh do Trương Tử Di cầm trịch, đang nói dù không thủ vai chính nhưng bộ đôi Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch lại là những cái tên nhận về nhiều sự quan tâm chú ý. Vừa qua thì đoàn phim Tương Viên Lộng gồm đạo diễn Trần Khả Tân, Trương Tử Di, Lôi Giai Âm, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đã xuất hiện tại Cannes để quảng bá cho bộ phim này. Tuy không tranh giải nhưng Tương Viên Lộng được công chiếu vào buổi bế mạc liên hoan phim. Vinh dự này là không phải bộ phim nào cũng có được đâu nha. Sẽ chẳng có gì nếu như loạt hình ảnh được cho là tạo hình nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh không bị dò dỉ trên mạng. Đây được xem là điều vô cùng nhạy cảm đối với bộ phim điện ảnh chưa công chiếu và có tính bảo mật kỹ lưỡng như Tương Viên Lộng. Từ đây thì dư luận đã không khỏi xôn xao và cho rằng có lẽ khá nhiều cảnh quay của Triệu Lệ Dĩnh sẽ bị cắt bỏ, thậm chí số thời lượng lên hình của nữ diễn viên 8X cũng ít hơn rất nhiều so với đồng nghiệp cùng tuổi Dương Mịch. Tuy nhiên thì cũng có bộ phận khán giả cho rằng đây là một suy đoán vô căn cứ. Họ ra lời nhận định cả hai sẽ có thời lượng lên hình ngang nhau, thậm chí là Triệu Lệ Dĩnh còn nổi bật hơn. Hiện tại thì dư luận vẫn đang đưa ra những quan điểm về điều này. Chưa nói đến sự xuất hiện nhiều ít của hai nàng tiểu hoa lứa 85. Tương Viên Lộng ngay khi công chiếu tại liên hoan phim Cannes đã nhận về ý kiến trái chiều về mặt nội dung. Trong khi một số khán giả cho rằng phim hay, tình tiết gay cấn, kịch tính thì một số khác lại cho rằng phim dài dòng, khó hiểu về mặt logic. Tổng thể cảnh quay của các nhân vật thiếu cân bằng. Chính Trương Tử Di cũng công khai bày tỏ sự không hài lòng khi đạo diễn Trần Khả Tân cắt bỏ những phân cảnh được cho là đắt giá nhất của nữ minh tinh này. Thậm chí Trương Tử Di còn ra lời khẳng định bộ phim sẽ được chỉnh sửa lại một lần nữa trước khi ra mắt khán giả Trung Quốc. Tương Viên Lộng lấy cảm hứng từ vụ án có thật vào năm 1940, xoay quanh việc một phụ nữ bị cáo buộc xuống tay với chính chồng của mình. Tương Viên Lộng thể hiện được cuộc đấu tranh sinh tồn của phụ nữ, cách phụ nữ làm chủ được vận mệnh của mình. Bên cạnh nội dung thì dàn cast của phim cũng là chủ đề bàn tán của công chúng. Nhiều người còn nói vui rằng một nửa showbiz đá hội tụ tại Tương Viên Lộng. Nào là Trương Tử Di này, Vương Truyền Quân này, Dịch Dương Thiên Tỷ, Hải Đình, Triệu Lệ Dĩnh, Lôi Giai Âm, Lưu Nhuận Huyền, Anna Kaki, Dương Mịch, Khang Xuân Lôi, Bành Dục Sướng, Doãn Phường, Trần Quốc Khánh, Trương Kiền Á, Châu Dã Mang, Đại Bằng, Từ Dương, Lý Hiện, Tôn Cường, Phạm Vĩ, Thử Sa, Dương Dương, Trương Tử Phong, Tạ Na, Khổng Lệnh Mỹ, Châu Tư Vũ, Trương Vũ Lâm, Lâm Vĩnh Kiện, Trương Tuyết Nghịch. Trên đầu bân hiển thị thì danh sách diễn viên Tương Viên Lộng được sắp xếp theo thứ tự như sau: Trương Tử Di vai Chiêm Chu Thị, Lô Giày Âm vai Tiết Chí Võ, Triệu Lệ Dĩnh vai Tô Thành, Thẩm Đằng, Dương Mịch vai Ngô Lịch, Chu Nhất Long, Lý Hiện, Dịch Dương Thiên Tỷ. Nhìn vào thứ tự này thì có thể thấy là Triệu Lệ Dĩnh áp đảo Dương Mịch, vai diễn Tô Thanh được cho là rất quan trọng cho bộ phim này. Phiên vị cũng hoàn toàn áp đảo vai Ngô Lịch. Nhiều người cho rằng nguyên nhân Triệu Lệ Dĩnh áp đảo được Dương Mịch là vì diễn xuất sắc hơn. Trong dự án điện ảnh Điều Thứ 20 vừa ra mắt, vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận về vô số lời khen ngợi. Song thì phía ekip làm phim cho biết vị trí tên các diễn viên được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện của họ trong phim hoàn toàn không có việc chia phiên. Từ đây thì fan của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch mới thôi lời qua tiếng lại. Nếu như Triệu Lệ Dĩnh vô cùng thành công với loạt tác phẩm dù là truyền hình như là Giúp Phương Hành hay là điện ảnh như là Điều Thứ 20 thì Dương Mịch lại có phần yếu thế hơn khi mà không gây ấn tượng ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên. Thậm chí thì bộ phim điện ảnh Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được cũng rời rạp sớm bởi doanh thu ê chề. Vì vậy hơn ai hết thì fan của cả hai đang mong chờ Tương Viên Lộng lên sóng để thần tượng của họ có thể chơi là chiến một cách trực diện với nhau. Liệu rằng ai sẽ đụng và ai sẽ trúng, hãy cùng đợi dự án này ra rạp để tìm câu trả lời nha.